ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Hội và báo cáo sửa đổi điều lệ bầu đoàn chủ tịch gồm có 5 đồng chí đỏ tỉnh khóa 6, 2 đồng chí Lê Tộc phó chủ tịch chữ thập đỏ tỉnh khóa 6, đồng chí Lê Việt Ngụ ủy viên thường vụ ủy viên trực chánh văn phòng tỉnh hội, 4 đồng chí Lê Thị Hương phó hiệu trưởng trường đại học Hà Tĩnh, 5 đồng nay về được phát lên YouTube. Công tác phấn đấu hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ năm 2011 nhằm đưa nghị quyết đại hội đảng toàn quốc trong phong trào hoạt động chữ thập đỏ tỉnh nhà đại diện các ý chí sức mạnh và nguyện vọng của toàn thể hội viên toàn tỉnh đã về dự đại hội hôm nay. Đại hội chúng ta rất vui mừng và trân trọng chào đón các ông bà trung ương hội chữ thập đỏ Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo tỉnh về dự và chỉ đạo đại hội. Tôi xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Đoàn Văn Tái, phó chủ tịch kiêm tổng thư ký trung ương hội chữ thập đỏ Việt Nam và các đồng chí thành viên các bạn.